Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tóc Xa Hoa. Và ngày hôm nay hãy cùng mình điểm qua những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Khác với những hình ảnh lộng lẫy và sang chảnh thường thấy, những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng này lại chọn cho mình bộ đồng ngủ để lên sân khấu. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng xem họ là ai nhé. Trong live show kỷ niệm 30 năm gia nhập làng giải trí diễn ra hồi năm 2010, Lưu Đức Hoa đã mặc một bộ trang phục pyjama lên sân khấu. Và đó không phải là lần duy nhất nam nghệ sĩ diện trang phục ngủ biểu diễn. Tuy nhiên khán giả không bao giờ chán và vẫn yêu thích tiết mục của anh. Trong một buổi biểu diễn của mình, cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh diện nguyên bộ áo choàng tắm, dép lê, trang phục độc đáo của Kaka khiến fan phấn khích tột độ. Tiêu Chiến cực dễ thương trong bộ đồ ngủ biểu diễn, điệu nhảy Joko cùng nhóm X9. Dù vậy thì trang phục này vẫn còn nhẹ nhàng, chỉ cần bỏ áo choàng, nam diễn viên sẽ có ngay một bộ đồ khác tươm tất. Tại buổi biểu diễn vào năm 2017, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng G-Boys, Dịch Dương Thiên Tỷ đã mặc một bộ đồ ngủ màu hường và buộc tóc tròm với kẹp nơ hồng hết sức đáng yêu. Fan của anh đã nhanh chóng truyền tay nhau bức ảnh hài hước này. Quỷ tài âm nhạc 9X Hoa Thần Vũ không ít lần mang đồ ngủ ra trốn đông người. Trong concert vào năm 2015, mang tên là Đàm Tư Vũ, Hoa Thần Vũ còn mang cả một tủ lạnh mini có hình bồn cầu lên nơi biểu diễn. Trần Dịch Tấn là một trong những ca sĩ có tính cách vô cùng đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, việc nam ca sĩ bê nguyên bộ đồ ngủ lên sân khấu để biểu diễn cũng không làm người hâm mộ cảm thấy quá bất ngờ. Tại buổi biểu diễn của mình tại Bắc Kinh, Lý Vũ Xuân có thay đổi một bộ đồ ngủ để biểu diễn. Các fan đã nhận xét bộ đồ ngủ đã khiến cho những ca sĩ tomboy thường thấy phút chốc trở nên dịu dàng đến khó tả. Năm 2015, Lưu Nhược Anh tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc tại nhà thi đấu Bắc Kinh. Trong sự kiện âm nhạc lớn này thì nữ ca sĩ mặc nguyên bộ đồ ngủ kẻ sọc lên sân khấu. Bộ đồ không những không làm Lưu Nhược Anh bị kém nổi bật, ngược lại nó còn làm cho cô nàng trở nên trẻ trung và ngọt ngào hơn. Bạn có ấn tượng với phong cách đồ ngủ được trình diễn trên sân khấu hay không? Và đừng quên chia sẻ quan điểm của bạn cho chúng mình được biết nhé. Để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.